Chúng ta cùng nhau xem xét một ví dụ minh họa cơ bản nữa, đó là bài toán tìm sủi tỉ trong một biểu thức mà trong một nước chứa dấu nhỏ hơn hoặc lớn hơn, tức là tóm lại không phải đẳng thức, đó là hay sau này chúng ta gọi là bất phương trình đấy, đúng không? Thì khái niệm về lớp 8 các bạn biết. Tìm x giao cho trừ 5 phần x trừ 3 nhỏ hơn 0. Đấy, chúng ta nhớ lại khái niệm nhau. À, một phân số khi mà tử và mẫu cùng dấu thì nó phân số đó sẽ cho giá trị dương, còn trái dấu sẽ cho giá trị âm. Ở đây đề bài âm, vậy là tử và mẫu trái dấu. Mẫu tử số là gì? Âm rồi. Vậy tóm lại cái này sẽ tương đương với mẫu là x trừ 3 phải làm sao? Phải dương. Đấy, và dễ dàng tìm được x lớn hơn 3. Đó, đó chính là đáp số. Được chưa? Rất dễ. Tiết học tiếp theo thầy sẽ đưa các bài tập áp dụng ở mức độ cơ bản, sau đó các bài tập áp dụng ở mức độ nâng cao. Các em chú ý theo dõi tiết học tiếp theo.